Thưa quý vị, Hội Xuân Yên Tử năm 2023 đã chính thức khai hội vào sáng ngày hôm nay, ngày 10 tháng Giêng năm Quý Mão, tức ngày 31 tháng 1 năm 2023, tại Trung tâm Tổ chức Lễ hội Cung Trúc Lâm, xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí và kéo dài suốt 3 tháng đầu năm. Đây là lễ hội lớn nhất dịp đầu xuân trong cả nước, trở thành điểm hẹn của đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, chiêm bái mỗi dịp Tết đến xuân về. Hội Xuân Yên Tử năm nay có nhiều điểm mới. Theo ban tổ chức lễ hội, một trong những điểm mới là Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức các hoạt động tâm linh ban đêm như lễ cầu an, lễ chúc phúc, kết hợp với một số tổ chức hình thành các chương trình về nguồn nhiều ý nghĩa. Về khu di tích và danh thắng Yên Tử hành hương lễ Phật, nhân dân và du khách không chỉ được hòa mình với thiên nhiên, ngắm nhìn vẻ đẹp hùng vĩ của non thiêng Yên Tử mà còn có cơ hội trải nghiệm các sản phẩm du lịch như chăm sóc sức khỏe từ các bài thuốc của đồng bào Dao Thanh Y dưới chân núi Yên Tử, trải nghiệm ẩm thực đặc trưng của thành phố và các địa điểm check-in ấn tượng như đỉnh Phượng Hoàng, phường Bắc Sơn, đỉnh Bình Hương, phường Vàng Danh, khu du lịch cấp tỉnh Hồ Yên Trung, vườn hoa. Các phương án đón khách cũng đã được sẵn sàng, chú trọng các vấn đề về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, văn minh lễ hội, cùng với đó là các phương án đảm bảo an toàn giao thông. Trong suốt tuyến đường hành hương, các tuyến cáp treo cũng được vận hành thông suốt, đảm bảo không ùn tắc, thuận lợi cho du khách. Năm 2023, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo tập trung đẩy mạnh thu hút đón khách du lịch trong nước và quốc tế. Trong đó, Yên Tử là một trong những điểm di tích đón số lượng du khách lớn. Thành phố Uông Bí ban hành nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm của thành phố trong năm 2023, trong đó có chỉ tiêu đón khách du lịch khoảng 2,4 triệu lượt, trong đó với trên 1 triệu lượt khách về Yên Tử. Thưa quý vị, hôm nay, ngày 10 tháng Giêng còn được gọi là ngày vía thần tài, vị thần biểu trưng cho tiền bạc, may mắn và sự giàu có. Tại Hà Nội, từ hơn 4 giờ sáng, người dân đã đứng xếp hàng trước cửa các tiệm vàng lớn với mong muốn sẽ mua được vàng trong ngày này để mang tới sự may mắn. Ngay từ đầu giờ sáng, đã rất đông người dân tìm đến các đơn vị kinh doanh vàng trên địa bàn thủ đô để mua vàng lấy may. Theo nhiều người dân, mua vàng vào ngày vía thần tài sẽ mang tới những điều may mắn trong cả năm. Đối với người kinh doanh, đây là dịp để thể hiện ước muốn, công việc làm ăn thuận lợi, phát tài, phát lộc. Hôm nay tôi đến mua có 5 chỉ quả tím Minh Châu thì tôi cảm thấy là ngày hôm nay là mua để cho may một năm mới may mắn và gặp nhiều điều tốt lành hơn. Tôi đến hôm nay tôi chỉ mua ít thôi vì chắc là hôm nay giá vàng cũng hơi cao. Thì tôi mua cũng chỉ khoảng 2-3 chỉ thôi để lấy may mắn với mong ước là cả năm sẽ may mắn và thần tài sẽ đến với mình. Hôm nay mình đến mua nửa cây vàng và mình cảm thấy rất vui vì hôm nay là ngày vía thần tài. Hy vọng năm tới mình sẽ là một năm mình kiếm được thật nhiều tiền và phát tài. Năm nay, các đơn vị kinh doanh vàng cũng đã chuẩn bị rất nhiều sản phẩm vàng, đặc biệt là các loại vàng có liên quan đến linh vật mèo, ông thần tài, để đáp ứng nhu cầu mua vàng lấy may mắn đầu năm của người dân. Để phục vụ tối đa cho nhu cầu của khách hàng trong dịp đón thần tài năm nay, thì Bảo Tín Minh Châu đã ra mắt rất nhiều sản phẩm vàng và trang sức, như là các bản vị vàng may mắn phú quý phát tài phát lộc, như là tượng vàng thần tài khai xuân đại phát, tượng linh giáp mèo vàng chiêu tài hút lộc và rất nhiều các sản phẩm bằng vàng rồng thăng long 4 số 9, 3 số 9, vàng trang sức 24K, trang sức vàng tây 14K, 18K. Để chuẩn bị cho lễ hội vàng năm nay thì Doji cũng đưa ra khoảng hơn 450.000 sản phẩm vàng để phục vụ cho ngày lễ hội vàng. Với những cái sản phẩm như là kim mão chiêu tài, kim mão phát lộc, âu vàng phúc long và những cái sản phẩm trang sức vàng 24K với công nghệ 3D tinh xảo cũng như các cái sản phẩm về quà tặng kim bảo phúc để phục vụ cho nhu cầu của những khách hàng đã luôn tin tưởng và ủng hộ các sản phẩm và dịch vụ của Doji. Trong sáng nay, giá vàng cũng có sự chênh lệch khá lớn. Trong khi giá vàng miếng SJC là 67,2 triệu đồng một lượng, thì giá vàng 4 số 9 của các đơn vị khác như Bảo Tín Minh Châu, Doji chỉ 55 triệu đồng một lượng, thấp hơn 12 triệu đồng một lượng. Chính vì vậy, khá nhiều khách hàng cũng đã chọn mua các sản phẩm vàng 4 số 9 có khối lượng nhỏ như 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ để lấy may đầu năm. Vâng, thưa quý vị, còn tại thành phố Hồ Chí Minh, thị trường đồ cúng thần tài cũng đã nhộn nhịp từ vài ngày nay. Dù người mua không còn đông như trước nhưng giá nhiều mặt hàng cũng vẫn tăng theo thị trường chung. 7 giờ sáng tại thủ phủ cá lóc nướng Tân Kỳ, Tân Quý, quận Tân Phú. Để kịp đủ hàng bán cho khách trong ngày vía thần tài chính hôm nay, mùng 10 tháng Giêng, những tiệm cá lóc này đã đỏ lửa từ nhiều ngày trước. Hàng chục tấn cá lóc được mua, kèm theo đó là mía và rau xanh ăn kèm.
Theo người dân, dù nguồn cá từ các tỉnh miền Tây dồi dào, nhưng thương lái ở chợ đầu mối tăng giá, nên bắt buộc cửa hàng cũng phải lên giá theo. Họ cứ bán từng con vậy đó, họ bán từng con, to to con nhỏ 220, to to 240, năm nay có vẻ là tăng hơn năm trước, tầm khoảng 20%. Chị theo phong tục quen, cũng may mắn. Cảm ơn. Mua cá, em thấy chị mua cá, vàng mã, hoa, trái cây, giá cả năm nay so với mọi năm như thế nào? Bình thường em. Một trong những thứ không thể thiếu trên mâm cúng thần tài là vàng mã. Theo các tiểu thương, giá vàng mã năm nay tương đối ổn định, chỉ từ 10 đến 15 ngàn đồng. Hàng cao cấp hơn có mức giá gấp đôi. Các loại bánh, xôi cúng thần tài ở chợ cũng khá đa dạng. So với ngày thường, mức giá không tăng nhiều. Năm ngoái không, cái năm nay thì lên giá chút xíu mình lên tăng lên thôi. Bán 30 hết người ta sao cứ mắc nữa, mình chứ bán mắc đâu. Nhiều người ta nói chê mắc không phải bán mắc mà tại vì mình thêm đồ vô nhiều, tại vì ngày này dí em có một ngày thôi, một ngày mùng 10 này thôi. Chứ ngày thường là mình này nè. Dứt da hết luôn, dứt ca luôn. Bỏng một xíu, bán 10 ngàn. Để tao nhiều cái ngày thường mà đâu có cúng nhiều đâu phải không? Còn mấy ngày này mình không có dứt da. Mình để vậy mà thêm này vô, này đem vô, này 8 ngàn rồi. Cái này 2 ngàn rồi cưng, này 5 ngàn, cái đâu đó nó có hết giá hết. Bán mắc chi, mình bán đồ là cúng mà, bán mắc là tội chứ làm gì phải không? Thị trường hàng hóa ngày vía thần tài năm nay tuy có sôi động, nhưng các tiểu thương cho rằng sức mua năm nay vẫn giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân là người dân thắt chặt chi tiêu nên giảm giá trị đơn hàng. Nếu các năm trước, người dân dành vài triệu đồng để sắm mâm cúng ngày vía thần tài, nay giá trị đa phần còn 200.000 đến 500.000 đồng. Ngoài ra năm nay, người lao động vào thành phố Hồ Chí Minh làm việc trễ hơn so với mọi năm, nên mãi lực tiêu thụ thực phẩm cũng chậm hơn so với cùng kỳ năm 2022. Thưa quý vị, sáng nay, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cùng với nhà thầu tổ chức buổi lễ ra quân đầu xuân Quý Mão năm 2023 và khởi công thực hiện xây dựng tòa nhà văn phòng, công ty vận hành và khai thác tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên tại Depot Long Bình, thành phố Thủ Đức. Theo đại diện Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay tiến độ tổng thể của tuyến Metro số 1 đã đạt 93,7%. Ban Quản lý Đường sắt Đô thị, tất cả các nhà thầu và tư vấn của dự án hiện đang đẩy nhanh tiến độ của các hạng mục thi công xây dựng còn lại nhằm sớm chuyển sang giai đoạn đưa vào vận hành khai thác. Cụ thể, trong năm 2023, phấn đấu hoàn thành công tác lắp đặt thiết bị và hoàn thiện kiến trúc các nhà ga, các cầu bộ hành trên toàn tuyến, vận hành thử nghiệm với toàn bộ các hệ thống vận hành tự động, bảo vệ và giám sát đoàn tàu kết hợp với các hệ thống thiết bị tại nhà ga. Đồng thời, ban cũng phối hợp với tư vấn đánh giá an toàn hệ thống để tiến hành thử nghiệm, đánh giá tính an toàn của công trình, đào tạo, chuyển giao công nghệ và khai thác thử đoàn tàu. Cũng trong sáng nay, tòa nhà văn phòng công ty vận hành và khai thác tuyến Metro số 1 cũng chính thức được khởi công xây dựng tại Depot Long Bình, thành phố Thủ Đức. Trong tương lai, tòa nhà này là trụ sở của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị số 1, thành phố Hồ Chí Minh, có chức năng vận hành toàn tuyến Metro số 1. Đây là hạng mục đánh dấu những bước cuối cùng trong công tác thi công tuyến Metro số 1 vào cuối năm 2023 để chuyển giao sang công tác vận hành, khai thác trong năm 2024.